Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục đồng hành với tất cả quý vị và các bạn trong một video tiếp theo tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, phải nói dịp Tết cũng như là mùa hè thì cái nhu cầu đi lại của kiều bào chúng ta ở bên nước ngoài trở về Việt Nam thăm quê hương, đi du lịch rất là nhiều. Nghĩa là nhu cầu di chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, đặc biệt là các nước Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi một số nước ở bên châu Âu. Chính vì vậy cho nên những đối tượng lừa đảo nắm bắt được cái nhu cầu đi lại của bà con kiều bào bên nước ngoài. Vì vậy cho nên đã có rất nhiều người đã từng bị những đối tượng này dùng các cái thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng, quý vị. Và để lấy lòng tin của nhiều hành khách khi mà bay từ nước ngoài về Việt Nam, những đối tượng này người ta mới lập ra những website giả, giả phải nói là 99,99% giống như những trang web của các hãng hàng không, cũng như là giống những cái trang web của đại lý cấp 1, cấp 2 bán vé máy bay cho các hãng hàng không trên thế giới, đặc biệt là các hãng hàng không có văn phòng đại lý tại Việt Nam. Có nhiều anh chị thì ở bên nước ngoài không có mua trực tiếp ở bên nước ngoài, nhưng mà đôi khi nhờ người nhà ở tại Việt Nam mua những cái vé đó để bay về Việt Nam giá rẻ hơn anh chị. Và chúng ta biết rằng chắc chắn là những đối tượng mà lừa đảo hòng chiếm tiền của khách hàng khi mà mua vé máy bay từ nước ngoài về Việt Nam, thì người ta sẽ bắt đầu đưa cái giá thấp xuống. Thay vì từ Mỹ về Việt Nam giá khoảng tầm 1.600 đô la Mỹ là giá của những hãng máy bay hoặc là những đại lý á, ủy quyền chính thống của các hãng hàng không đó, 1.600 đô la Mỹ trên một cái vé khứ hồi giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên thì khi mà những cái nhóm lừa đảo này, người ta sẽ bắt đầu hạ xuống khoảng tầm 1.350 hoặc là 1.400 thôi. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy giá rẻ hơn khoảng 200-300 đô thì bắt đầu nhờ người nhà ở tại Việt Nam mua vé, và sau đó thì phải nói là cái nhóm này người ta bắt đầu chiếm đoạt tài sản của những hành khách mà tin tưởng thấy giá rẻ mà mua. Và bằng chứng thì đã có rất nhiều cái vụ án liên quan đến cái việc lừa đảo. Sau khi mà chuyển tiền xong rồi người ta vẫn gửi cái mã code đó, nhưng mà thật sự cái mã code đó là một cái mã code giả anh chị, mã code giả hoàn toàn nha. Chúng ta không có thể nào mà kiểm tra check in lại ở trên các hãng hàng không, và đặc biệt là chủ quan khi chúng ta không biết là lấy mã code đó đi ra đến sân bay làm thủ tục check in thì coi như là check work luôn. Còn có những trường hợp sau khi mà chúng ta tin tưởng và chuyển tiền vô tài khoản của họ rồi để mà chúng ta giữ chỗ đó, thì sau khi chuyển xong rồi, đủ tiền rồi, bắt đầu chúng ta bị đóng tài khoản luôn, số điện thoại liên hệ không được và tài khoản Facebook đó bị đóng luôn quý vị. Và đa số là những đối tượng lừa đảo này, những nhóm người lừa đảo này, người ta tạo một cái tài khoản Facebook nha anh chị, bắt đầu người ta mới giả y hệt những cái nhân viên bán hàng, những nhân viên bán vé bay. Anh chị cũng biết là cách đây một vài ngày thôi, một tuần trước thôi, thì Bộ Công an của Việt Nam cũng đã cho biết một vị hành khách ở tại Quảng Bình là một trong những nhóm người đã từng bị lừa đảo để mà chiếm đoạt tài sản từ những cái nhóm mà chuyên lập tài khoản Facebook để mà bán vé bay giá rẻ anh chị. Phải nói là các vụ lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng chịu rất là nhiều cái rủi ro cho hành khách. Chị hành khách này mua vé từ Việt Nam bay thẳng qua bên Đức cơ, mà mua dùm cho người chị gái để mà họ đi lao động bên nước ngoài, lao động tại Đức. Cho nên là khi có nhu cầu giá vé rẻ thì bắt đầu là người ta mua ngay. Thấy giá rẻ ham mà anh chị, lao động thì cũng đâu có tiền đâu, vay mượn để mua vé máy bay bay từ Việt Nam sang Đức để mà lao động, hợp đồng lao động. Thấy trên mạng xã hội đăng lên mạng xã hội để mà tìm mua vé máy bay giá rẻ. Tuy nhiên thì sau khi mà nữ hành khách này chuyển 40 triệu, hơn 40 triệu cho cái nhóm người mà gọi là nhân viên bán vé máy bay để mà thanh toán tiền online,
Thì tự nhiên sau khi tài khoản vô chưa đầy 5 phút sau thì nhóm người này bắt đầu chặn Facebook ngay rồi, và số phone thì số phone ảo không liên lạc được. Sau đó thì vị khách này mới làm một cái đơn để mà tố cáo đến lực lượng phòng an ninh mạng và cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an tỉnh Quảng Bình, sau đó đã phối hợp với công an các nơi liên quan để mà xác lập một cái chuyên án đấu tranh, và cuối cùng cũng tìm ra được chủ nhân của nhóm lừa đảo này. Kính thưa quý vị, như vậy tại cơ quan công an thì nhóm lừa đảo này đã khai nhận tự lập một cái tài khoản Facebook với một cái tên ảo thôi, và sau nhiều lần đã dụ dỗ được hành khách để mà mua vé máy bay, thì cuối cùng nhóm này họ mới đăng tải thông tin lên Facebook như một cái trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp vậy đó. Sau đó họ upload những cái thông tin về vé máy bay nhằm thu hút khách hàng. Và khi mà nhóm đối tượng này, nhóm lừa đảo này đã tìm được khách, khi mà họ có nhu cầu tiếp cận và bắt đầu nhóm này chốt đơn, có nghĩa là yêu cầu phải chuyển tiền để mà nhóm đối tượng này người ta mới book chỗ, giữ chỗ cho khách hàng. Sau đó họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của nhóm này cung cấp quý vị. Sau khi vừa nhận tiền xong anh chị, thì phải nói lập tức thì nhóm này bắt đầu chặn Facebook, chặn liên lạc luôn, và như thế là chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Và chúng ta biết rằng có rất nhiều hành khách cũng đã tin tưởng, không có đề phòng với những thủ đoạn tinh vi này và mất tiền rất nhiều luôn anh chị. Vì vậy cho nên chúng ta cũng hết sức cảnh giác đối với các cái trường hợp mà sử dụng mạng xã hội để mà mua vé máy bay rẻ hơn 200-300 đô la, nhưng mà chúng ta phải làm sao tin tưởng tuyệt đối, phải xác minh, phải kiểm tra, còn nếu được thì chúng ta đến trực tiếp văn phòng. Còn khi mà kiểm tra thanh toán online, chúng ta phải xác minh rõ ràng cụ thể mới được anh chị, tránh các cái trường hợp mà lừa đảo bán vé bay giá rẻ vài trăm đô nhưng mà cuối cùng chúng ta lại tiền mất tật mang anh chị. Kính thưa cô chú chị và các bạn, một tin rất là vui, đó là mới đây cái việc mà đề xuất thí điểm line ưu tiên dành cho khách hàng thương gia làm thủ tục xuất nhập cảnh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Như chúng ta cũng biết thì đã qua nhiều lần đề xuất đã được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm để mà cải thiện hình ảnh cũng như là nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó cái việc mà đề xuất thí điểm line làng riêng quý vị, ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh dành riêng cho khách hàng hạng thương gia anh chị. Tất nhiên thì để mà nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là yêu cầu chúng ta phải nâng cao được cái hành vi cũng như là cái sự tiếp đón hành khách kiều bào bên nước ngoài hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Bởi vì các cửa khẩu sân bay là một trong những cái điểm đầu tiên, và đặc biệt là nhân viên hải quan là những người đầu tiên của Việt Nam nhìn thấy và tiếp cận hành khách đầu tiên đặc trưng đến đất nước của chúng ta. Vì vậy cho nên yêu cầu nhiều nhân viên ở tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất phải có một cái sự niềm nở hơn, một cái sự thân thiện hơn, nhiệt tình hơn, và luôn nụ cười hé trên môi để tạo một cái thiện cảm tuyệt vời cho du khách quốc tế khi mà họ đến Việt Nam của chúng ta. Và hiện nay thì phải nói là Sở Du lịch Thành phố cũng đang cố gắng để mà thực hiện một số cái biện pháp hoạt động đã gặp những khó khăn trước đây và những cái mặt hạn chế trước đây, để làm sao tiếp cận được nhiều khách du lịch nước ngoài đến với Việt Nam hơn. Và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta ít nhiều cũng nhận được những cái phản ánh chưa hài lòng. Cho nên chúng ta cũng biết rằng là phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất cũng như là cảng hàng không quốc tế Nội Bài là hai phi trường lớn nhất Việt Nam mà có
lượng khách du lịch quốc tế cũng như là kiều bào nước ngoài về rất là đông hàng năm, đặc biệt là mùa hè sắp tới đây nè. Dịp Tết vừa qua chúng ta cũng thấy rồi, rất đông rồi, và mùa hè sắp tới đây thì phải nói chắc chắn là du khách quốc tế và kiều bào sẽ về đông hơn nữa trong năm 2024 này. Và anh chị biết là phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta là phải nói nhận rất là nhiều cái luồng ý kiến gọi là không tích cực, bởi lẽ là du khách họ than phiền phải chờ đợi rất lâu khi mà thủ tục xuất cảnh nhập cảnh tại sân bay. Anh chị biết là sau khi chúng ta làm thủ tục check-in xong, hành lý xong xuôi rồi, chúng ta bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh, xếp hàng rồng rắn lên mây luôn, đặc biệt các khung giờ cao điểm ngày cuối tuần. Phải nói là xếp hàng rồng rắn lên mây để mà làm thủ tục xuất cảnh. Sau đó khi mà du khách và kiều bào đổ về Việt Nam, tức là hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, thì ở trên lầu 1 khu vực mà làm thủ tục nhập cảnh cũng rất đông luôn các chị. Đặc biệt dịp Tết vừa qua thì phải nói kiều bào ở bên nước ngoài họ rất là chán ngẩm với cái cảnh là xếp hàng rất là đông ở trên khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Mặc dù chúng ta bung line tới mấy chục line, mấy chục cửa luôn, nhưng mà đôi khi có một thời điểm nào đó thì cũng có khoảng tầm 10 hoặc là hơn các cái cửa đó hoạt động thôi, còn đa số là đóng lại. Cho nên là Sở Du lịch thành phố cũng đã nhận được rất là nhiều cái phản ánh về cái việc gặp khó khăn du khách kiều bào mất nhiều thời gian chờ đợi khi đi và khi đến phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là khu vực xuất nhập cảnh. Mặc dù chúng ta đã sử dụng dịch vụ hạng thương gia, nghĩa là khách họ đã mua vé hạng thương gia luôn anh chị, nhưng mà họ cũng phải xếp hàng để mà làm thủ tục soi chiếu kiểm tra an ninh tại sân bay rất là lâu luôn anh chị. Tất nhiên là mình nói đang những cái lúc mà cao điểm á, thì phải nói rất là lâu luôn. Cho nên Sở Du lịch tại thành phố cũng đã có báo cáo và đề xuất cái việc mà phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất làm sao mà tăng cường các ứng dụng công nghệ để làm thủ tục xuất nhập cảnh cấp thị thực, làm sao giảm và rút ngắn cái thời gian chờ đợi cho du khách, cho Việt kiều khi mà về Việt Nam. Cho nên chúng ta cũng hy vọng là từ các cái khâu dịch vụ phục vụ, rồi cái thái độ của nhân viên, tất cả nhân viên ở tại sân bay luôn. Tại vì chúng ta làm nhân viên phục vụ sân bay là chúng ta phục vụ hành khách, cho nên chúng ta phải có một cái thái độ thật là chuẩn mực để mà đón tiếp hành khách, chứ không phải chúng ta làm cái gì mà tỏ vẻ nghiêm ngặt rồi rất là khó chịu. Bởi vì nhiều du khách, nhiều kiều bào người ta cũng chia sẻ rất là nhiều các cái vấn đề liên quan đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đó, sân bay của chúng ta đặc biệt ngày cuối tuần nè, ban ngày buổi trưa rất đông bà con đến để mà chờ đón Việt kiều về nước. Mặc dù là chúng ta đã kết thúc Tết rồi và cũng chưa đến mùa hè, tháng 3 thôi, mà ngày cuối tuần thứ bảy, trưa thứ bảy, trưa chủ nhật thì phải nói sân bay chúng ta đông như thế này nè anh chị. Thì đây là một trong những tín hiệu rất là vui đối với ngành du lịch của Việt Nam và Sài Gòn chúng ta nói riêng. Việt Nam Airlines thì cũng bắt đầu bước sang tháng 10 này nè anh chị, tháng 10 năm 2024 là sẽ mở thêm một số đường bay thẳng đến châu Âu, đến Mỹ và một số nước khác nữa. Và đặc biệt là các chuyến bay thẳng từ Hà Nội và Sài Gòn đến Munich của Đức sẽ được hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines sẽ bắt đầu khai thác từ tháng 10 năm 2024. Như vậy thì quý vị và các bạn kiều bào, cô chú anh chị kiều bào bên nước ngoài, đặc biệt bên châu Âu, bên Đức, sẽ thêm một cái sự lựa chọn nữa đối với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines. Bay thẳng luôn anh chị, bay thẳng từ Đức về Tân Sơn Nhất và Nội Bài luôn. Tất nhiên thì theo những cái thông tin của hãng hàng không Việt Nam Airlines thì các chuyến bay thẳng này đều khai thác bằng những cái dòng máy bay thân rộng Boeing 787 luôn. Và trước mắt thì các chuyến bay giữa Hà Nội và Munich đó, với tần suất là 2 chuyến mỗi tuần, khởi hành từ Hà Nội vào thứ sáu và chủ nhật, còn khởi hành bay trở về Việt Nam
từ Munich là thứ hai và thứ bảy anh chị của Vietnam Airlines, bay thẳng luôn. Đối với tàu bay thân rộng Boeing 787 tuyệt vời, ngồi thoải mái êm nữa. Còn đối với anh chị mà ở phía Nam, ở tại Sài Gòn, chúng ta muốn đi Đức, đi thẳng Đức luôn, thì chúng ta sẽ khởi hành ở tại Sài Gòn, là phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, mỗi tuần vào thứ hai. Còn chiều ngược lại từ Đức về Sài Gòn là vào ngày thứ ba. Và tuy nhiên là bước sang tháng 12 đó, thì Vietnam Airlines sẽ bắt đầu tăng thêm chuyến bay giữa Sài Gòn đến Munich vào ngày thứ tư, và từ Munich vào về Việt Nam vào ngày thứ năm anh chị. Như vậy thì với cái điểm đến mới này, Vietnam Airlines sẽ bắt đầu khai thác rất tuyệt vời dành cho du khách kiều bào bên nước ngoài về Việt Nam. Hiện nay đi sang Mỹ thì anh chị cũng biết là chỉ có đường bay thẳng Vietnam Airlines, bay thẳng từ Tân Sơn Nhất, Nội Bài cho đến phi trường San Francisco của Mỹ thôi. Và phải nói đối với phi trường quốc tế Los Angeles của Mỹ thì hiện tại chưa có đường bay thẳng. Bên Đức thì ngoài Vietnam Airlines thì trước đây có Bamboo Airways cũng từng khai thác đường bay từ Việt Nam đến Đức. Và trong tương lai thì chắc chắn Vietnam Airlines sẽ bắt đầu mở thêm nhiều đường bay quốc tế khác. Ngoài Munich của Đức thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ nghiên cứu thêm một số điểm đến tại châu Âu như là Milan của Ý này, hay là Copenhagen của Đan Mạch và Bắc Mỹ, gồm Seattle của Mỹ hay là Vancouver bên Canada anh chị. Và phải nói với những cái định hướng, cái chiến lược của hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ đem đến cho hàng triệu kiều bào bên nước ngoài những dịp Tết đến xuân về cũng như mùa hè, có những cái đường bay thêm mới lựa chọn. Và phải nói hàng triệu kiều bào sinh sống ở tại California đang hy vọng rằng phi trường Los Angeles của Mỹ sẽ được hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines nghiên cứu để mà mở cái đường bay thẳng từ phi trường Los Angeles của Mỹ về Hà Nội cũng như là về Tân Sơn Nhất, thì điều đó sẽ là tuyệt vời luôn anh chị. Cho nên chúng ta cũng cảm thấy đây là một trong những tín hiệu cực kỳ vui đối với hàng triệu kiều bào sinh sống và làm việc bên nước ngoài. Thật sự mà nói thì sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta, theo như chia sẻ thì thân nhân đến đón Việt kiều về nước đông hơn ở ngoài cảng hàng không quốc tế Nội Bài anh chị. Từ Sài Gòn của chúng ta có lẽ là sân bay nằm trong thành phố rất là tiện lợi để mà đến đón, cho nên đông hơn ở ngoài sân bay quốc tế Nội Bài. Sân bay quốc tế Nội Bài đi vào thủ đô khoảng 30 km, nó hơi xa một chút xíu. Tuy nhiên thì anh chị cũng biết rồi, Việt Nam của chúng ta rất là thích ra phi trường đón Việt kiều. Nhiều gia đình về chỉ có 1 đến 2 người thôi, đông lắm là 3 người, nhưng mà đến 10 người, 15 người thuê xe đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để mà đón Việt kiều về nước, vừa kết hợp lên Sài Gòn vui chơi cho một lần biết Sài Gòn rộng lớn như thế nào, Sài Gòn đẹp ra sao, rồi Sài Gòn có những nhà lầu cao tầng như thế nào. Tất nhiên những người ở dưới quê anh chị, họ không có nhiều cơ hội, họ không có nhiều cái thời gian để mà họ lên Sài Gòn. Cho nên khi mà có Việt kiều, có nghĩa là thân nhân của họ từ nước ngoài về Việt Nam chơi đó, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để mà họ lên Sài Gòn để mà vui chơi cho biết một lần thôi. Chứ còn mình thấy thực tế ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất này, thì chứng kiến nhiều cái cảnh mà người thân đến đón Việt kiều cũng cảm thấy rất là mệt mỏi cho họ. Vui thì có vui tất nhiên, nhưng mà thấy nhiều cô bác lớn tuổi lắm, khoảng 70 tuổi luôn á, đội cái mũ lụp sụp mà thấy vẻ vất vả khổ lắm, đến ngồi lắc lư 2-4 tiếng đồng hồ, đi muộn thì sợ là trễ không đón được, đi sớm thì sớm quá, chờ mệt mỏi luôn anh chị. Và mình cảm thấy rất là thương đối với những bác lớn tuổi phải đến sân bay ngồi lâu như vậy. Tất nhiên thì người ta muốn đón được người thân của mình, người con, người cháu của họ khi mà nhiều năm chưa có trở về Việt Nam.
người Việt Nam của chúng ta nổi tiếng về sự hiếu khách, nổi tiếng về giàu tình cảm, đưa đón tận nơi, tiễn biệt tận nơi. Đó, quá đông luôn anh chị. Phải nói ngày cuối tuần mà sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta cực kỳ đông nha. Ngày cuối tuần khoảng buổi trưa cho đến buổi chiều, từ 11, 12 giờ đến 3, 4 giờ chiều đó, đông lắm. Còn buổi tối thì khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì sân bay của chúng ta cũng cực kỳ đông luôn anh chị. Và nói có những cái mùa cao điểm mà sân bay Tân Sơn Nhất người ta còn phải khuyến khích thân nhân không nên đến đón quá đông, vô tình gây ra một cái sự quá tải ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta. Tất nhiên thì hiện nay mình đang mở rộng thêm nhà ga T3 rồi. Hy vọng trong năm 2025 thì nhà ga T3 sẽ vận hành toàn bộ. Khi đó chúng ta thoải mái luôn, thoải mái đưa đón và thoải mái di chuyển luôn anh chị. Đây là một trong những niềm vui của người dân Sài Gòn chúng ta. Và như vậy có lẽ những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Những anh chị cô chú nào đã xem kênh YouTube nhưng chưa ủng hộ đăng ký thì vui lòng cho Tường Vũ Channel subscribe nha anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Ước mong gặp được tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.